Vân ơi, em gửi xe hết bao tiền? 3.000 ạ. 3.000 à? Anh đưa cho em 5.000 mà em gửi xe hết 3.000, thế thì còn thứ 2.000 em cho anh xin. Dạ. Đây nhá, để anh tính cho em hiểu nhá. Anh đưa cho em 5.000 mà gửi xe hết 3.000 thì rồi, anh, em hiểu rồi, không cần giải thích nữa đâu. Đây, 2.000 của anh đây. Anh xin. Anh cứ nghĩ là đơn giản như vậy mà em đã không hiểu nên là anh mới giải thích cho em hiểu thôi. Em không có nghĩ mấy cái chuyện nhỏ nhặt như này anh không để ý cơ. Hả? Em nói cái gì á? Dạ không có gì ạ. Alo, mẹ giới thiệu cho con người nào ấy? Con sợ tính anh ta lắm, kẹt xỉn đi bo ấy. Kiên, nó là doanh nhân mới khởi nghiệp, rất là môn đăng hộ đối với gia đình nhà ta. Mẹ ạ, nhà mình thiếu gì tiền đâu, có phải để ý đến gia tài của anh ta. Con muốn tìm người thật thà, tử tế, yêu thương con chân thành cơ. Con cứ thử tìm hiểu xem, lựa lời mà nói, đừng để cho người ta mất lòng. Nếu mà không hợp thì thôi. Dạ vâng ạ. Em anh. Anh nghĩ là em khác, anh mua cho em đấy. Em cảm ơn. Anh đang ghi cái gì vậy? À không có gì đâu, anh đang ghi lại các khoản chi tiêu mà ngày hôm nay chúng ta đi hẹn hò với nhau đấy. Mà tiện em hỏi á thì anh nói luôn. Đây, hôm nay chúng ta đi xem phim, tiền bỏng nước là hết 300.000, tiền đi ăn nhẹ là 100.000. Em thích ăn một cái bánh ngọt là 50.000, 5.000 gửi xe, tổng là 495.000. Em muốn chuyển khoản hay là đưa tiền mặt cho anh? Anh đang tính chia đôi đấy à? À không, ai lại làm thế bao giờ. Anh sẽ trả 200, còn em chỉ phải trả 195.000 thôi. Anh biết em là sinh viên vừa mới ra trường làm gì có tiền đúng không? Mà em cũng yên tâm đi nhá. Yêu anh ấy, tiền nong với anh không quan trọng đâu. Anh rất là sòng phẳng trong chuyện tiền nong nhá. Vâng, để em chuyển tiền cho anh nhá. Em chuyển rồi đấy. Cho em đi về trước. Em đi đâu đấy? Hôm nay em đi chơi với anh thấy hơi mệt nên là chắc em xin phép về trước. Em mệt á? Thế thì để anh đưa em về. Em chỉ cần cho anh xin thêm 15.000 tiền xăng nữa thôi. Em đặt xe rồi. Alo em nghe. Em à, nay em rảnh không? Mình đi chơi với nhau đi. Nay cũng đẹp trời đấy, em muốn đi chơi. Thế thì may quá, em qua đón anh nhá. Thế xe anh bị làm sao à? À, có vấn đề gì đâu. Tại chiều nay anh thấy là có thông báo giá xăng tăng. Đưa em đi chơi về đổ xăng có mà chết tiền. Hay là như này đi, em đón anh, xong rồi lúc về thì anh sẽ gửi em tiền xăng nhá. Em quên mất là nay em có việc bận ạ. Sao thế? Trời đang nắng đẹp mà. À, hay là để ngày mai? Dạ thôi, mà em bảo này, từ bây giờ anh rủ em đi chơi nữa nhá. Em không muốn đi với anh. Khiếp, em cũng tính toán phết nhở. Giờ anh đi chơi với em xong chi tiền xăng không đều chứ gì. Anh tính tiền theo giá xăng em à? Không phải vì mấy đồng tiền đấy mà em không muốn đi chơi với anh. Chỉ đơn giản là em không thích thôi. Thế nhá. Chẳng hiểu sao mình được mai mối với thằng keyboard kiệt xỉ như thế. Lấy nhau về, có mà ăn cao gỗ à? Em. Anh. Hẹn hò với nhau 2 tháng rồi. Ngày nào em thấy hạnh phúc. Em đừng đề cao anh quá. Anh cũng chưa làm được gì nhiều. Nhưng nếu anh có em 10, anh hãy cho em 10. Anh cho em cái gì em ghi nhận hết. Hôm nay kỷ niệm 2 tháng mình yêu nhau đấy. Anh dẫn em đi ăn bít tết. Nghe bảo nhà hàng này hot lắm. Thôi, anh dẫn em đi ăn bún riêu mà bình thường anh hay dẫn em đi ấy. Như thế vừa tiết kiệm mà vừa ngon. À, thì ra là cô chia tay tôi để yêu cái thằng shipper nghèo hèn này đúng không? Hả? Cô đúng là không biết thân biết phận. Yêu giám đốc thì không yêu, lại đi yêu cái thằng lao động nghèo. Thế để tôi nói rõ cho anh biết nhá. Thứ nhất, tôi với anh chỉ đang tìm hiểu nhau. Nếu không hợp thì dừng lại. Chứ không phải là người yêu đâu mà chia tay chia chân ở đây. Thứ hai nữa, tôi quên ai là việc của tôi. Tôi có ý thức để nhận ra ai tốt ai xấu. Với cả anh ấy là người chiều chuộng tôi, chứ không phải loại người như anh, kẹt xỉn ki bo, đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Cô nói cho cô biết này, cô hẹn hò với cái thằng shipper nghèo hèn này ấy, bởi vì là trình của cô chỉ hẹn được đến như thế thôi. Chứ còn cô mà quen được tôi ấy thì lại phúc quá, ở đấy mà già mồm chèo treo. Miệt thị người khác ấy không làm giá trị của anh tăng lên đâu.
xin phép chúng tôi đi trước. Đi thôi em. Chúng mày nhớ tao đấy. Alo, mẹ à? Cái con bé mẹ giới thiệu cho con lần trước ấy, nó đi hẹn hò với thằng khác rồi. Mà con đã bảo với mẹ bao nhiêu lần rồi là có mối nào ngon, mối nào giàu thì mẹ không giới thiệu cho con. Tự nhiên đi giới thiệu cho con cái đứa sinh viên vừa mới ra trường, nhục chết đi được. Mày hâm hả Tiên? Con bé ấy là du học sinh nước ngoài, nó kế thừa gia tài cách xù đấy. Giờ mày sửa sai ngay cho tao. Nhà mình đang cần kết giao với nhà ấy để trả nợ đấy. Vâng ạ. Chạy số khuyến khám khá kìa. Em đừng lo, anh lo được mà. Với cả thời gian tới anh hoàn thành xong khóa luận, anh sẽ tiếp tục tốt định. Anh đi trước đây. Em đi hẹn hò về vui quá nhở. Anh đến đây làm gì? À, có gì đâu. Anh đến ấy là để chuộc lỗi với em. Bởi vì là trước kia anh không trân trọng em nên là mới để em tuột mất vào cái tay thằng shipper đấy. Bây giờ anh hối hận rồi. Em cho anh thêm một cơ hội nữa nhá. Tôi không dành để ban phát cơ hội cho ai cả. Cơ hội chỉ đến một lần. Ok. Anh bảo hay là để anh dẫn em đi ăn ở cái nhà hàng to nhất cái thủ đô này. Đến lúc đấy anh đoán chắc là em sẽ suy nghĩ lại thôi. Nếu mà em yêu anh ấy thì em chả phải thiếu thốn cái gì cả. Ừ, thôi được rồi. Anh mời thì tôi đi vậy. Thế nhá. Thế anh hẹn em sau. À, có phải cái thằng shipper nghèo hèn mơ mộng tán gái nhà giàu đây đúng không? À, anh nói linh tinh cái gì đấy? Này, tao thấy mày cũng đầu tư phết đấy nhờ. Thả con son sắt mà bắt hẳn con cá mập. Tao nói cho mày biết, người như em ấy là giới thượng lưu, chỉ phù hợp với những người sang trọng như tao thôi. Nói để mày biết, tao vừa mới rủ được em ấy đi ăn ở cái nhà hàng sang trọng nhất cái thủ đô này. Mày đã bao giờ bước chân được vào đấy chưa? À, biết thân biết phận đấy thì rút lui đi nhá. Anh đang nghe mẹ nói về em rất nhiều. Xong ngay từ lúc đầu em không bảo em là tiểu thư con nhà giàu để anh có thể trân trọng và nâng niu em hơn. Thế ý anh, nhà em phải có điều kiện thế mới trân trọng. Tất nhiên là như thế rồi. Em có thấy anh đã trân trọng và nâng niu em như thế nào không? Anh đúng là hiểu chuyện. Bình thường anh đi chơi đều kẻ xỉn kỳ bo, tính từng hào một, mà bây giờ lại thay đồ trần sạch, mời em đi ăn những đồ đắt tiền. Anh là dân kinh doanh, đã đầu tư ấy thì phải sinh lời. Thế em thấy khoản đầu tư này anh lỗ chắc rồi. Em nói cho anh nghe nhá, từ bé đến giờ em chưa thiếu một cái gì, chỉ thiếu sự quan tâm thôi. Em và anh Dũng yêu nhau rất hạnh phúc. Anh nghĩ dăm ba cái lời mỉa mai của anh làm cho em và anh Dũng chia tay được à? Người không xứng đáng với em là anh mới đúng. Người như anh ấy còn ấy dài dài. Thế nhá. Cô đi đâu đấy? Cô đứng lại đấy. Anh ơi, anh thanh toán bữa ăn hôm nay giúp em với ạ. Bao nhiêu? 2 triệu ạ. Sao đắt thế? Này, cày thế không biết, lại để con trai con kia dắt mũi. Anh thấy anh và em không cùng đẳng cấp với nhau đâu. Anh không dám quen em nữa. Em thấy đấy, một tháng anh làm vất vả bằng tiền em tiêu vặt một ngày, như thế làm sao mà được. Anh ạ, xuất phát điểm như nào không quan trọng, quan trọng mình đến với nhau bằng sự chân thành. Em biết anh người tử tế thông minh, sau này chắc chắn sẽ tiến xa hơn. Tức là em không chê anh đúng không? Chê cái gì mà chê, mau dắt em đi ăn uống rượu đi.